Xin chào mọi người. Thì hôm nay sẵn đi công viện công chuyện. Mình có đi ngang đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Mà cái đoạn từ đoạn của Bến Cát Bình Dương. Thì mình sẽ view luôn cho mọi người xem cái đường vành đai 4 Hồ Chí Minh nó như thế nào ở khu vực Bến Cát này nha. Thì như trước mặt mọi người thấy là đường rất là rộng. Chắc cũng khoảng 62 mét hơn à. Rất là rộng. Thì trên tuyến đường này có rất là nhiều cái dự án đẹp, bự, to. Và đường này rất là đẹp nha. Xin mời mọi người đi xem nha. Vì cái đường vành đai 4 này á, được quy hoạch là đi từ Bà Rịa Vũng Tàu qua Đồng Nai, qua Bình Dương, qua Long An và về khu vực Nhà Bè của thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong quá trình di chuyển thì nó cũng hơi rung như mọi người, tại vì mình không có thiết bị chuyên dụng để quay phim á, chỉ quay trên điện thoại thôi. Thì mọi người nhìn thấy hai bên không? Thới Hòa, Bến Cát. Bây giờ nó sẽ đi vô ở đây thì có rất là nhiều công ty xí nghiệp lớn đang hoạt động. Như mọi người nhìn thấy đó, rất là nhiều công ty xí nghiệp lớn đang hoạt động. Hai bên đường ở khu vực này trong công ty nên hầu như là không được nhà dân. Chỗ này thì nó quy hoạch cho dân cư này. Đó. Ở đây phần lớn là người địa phương nhà chính, mà được đền bù đất rồi họ ra họ xây dựng nhà cửa rất là bình tráng, rất là lớn. Mọi người thấy chưa? Không có xe thì ai muốn thử tốc độ xe của mình thì lên đây đạp xe rất là nhanh. Đây nó không sợ gì, nhưng mà từ khi mà nó thông cái cầu rồi dân cư ở nhiều thì xe đã đông rồi. Và bây giờ thì đó là điều không thể, rất là nguy hiểm. Phía trước mặt đó là đường cao tốc Mỹ Phước Tân Giang. Cao tốc Mỹ Phước Tân Giang này rộng 62 mét, đi từ cầu Đồng Nai đi tới Bà Vàng của Bình Dương. Ngay chỗ này là cái mảnh đất trống này, góc ngay ngõ tư giữa vành đai 4 với đường Mỹ Phước Tân Vàng á, thì nó được quy hoạch làm cái di dời một số trung tâm hành chính, một số lĩnh vực hành chính của Bến Cát đi xuống chỗ này, có thị xã Bến Cát xuống chỗ này. Thấy không? Đường xá đồ rất là rộng, bông hoa đồ đẹp lắm. Nó đi đường vành đai 4 này rất là thích. Phía bên đây thì lên khu vực Mỹ Phước 3, dân cư khá là đông đúc. Mọi người thấy chưa?
trong khu vực miền Nam đó, thì tại Hồ Chí Minh này, mình thì ít chú trọng về đường xá, còn Bình Dương thì chú trọng vào phát triển đường xá, nên họ đẩy mạnh cái tốc độ phát triển của công nghiệp của họ là rất là nhanh. Còn như Hà Nội họ cũng đẩy mạnh phát triển đường xá, mà không biết sao Hồ Chí Minh thì nó là chậm. Bạn thấy không? Đó, đây là cây cảnh rất là đẹp. Ecolac ở bên các Bình Dương này, khu đô thị này nó có gồm nhà phố, biệt thự liền kề rất là đẹp, và những chuyên gia nước ngoài họ thuê và họ đầu tư nhiều họ vào đây. Thì khu đô thị Ecolac này thì nó khoảng là hơn 200 hecta, lớn lắm, hơn 200 hecta. Cái nhà biệt thự hiện tại họ đang rao bán ở gần quốc lộ 3, thì đặt trên mạng thì khoảng tỷ mấy, thì tư thì tác gì cũng không nhớ. Mình đang đầu tư rất lớn ở hiện tại, đường mình đang bố mọi người thấy chưa, đẹp không, quá đẹp, rất là đẹp luôn. Nói thật chứ vào đây ở thì quá tuyệt vời. Đôi mà họ cưới nhau họ vô đây họ chụp hình họ lấy cảnh đường 4 Hồ Chí Minh, thì mà ai có ý định mà muốn ở đường to đường lớn mà kết nối tương lai giữa các thành phố công nghiệp với nhau thì 4 là số 1. Nói mà từ Paris tàu qua Long An trước chúng ta đó là đường quốc lộ 13 hay còn gọi là đại lộ Bình Dương. Thì những con đường ở bên khác này to lắm mọi người, thông thoáng, xe chạy rất là tuyệt vời, rất là nhẹ nhàng, không ấp chứ không phải giống như mình ở dưới Sài Gòn chạy cái tính chất dịch mạch. Cái đoạn đường mà mình đang tiêu này á thì nó chỉ có 8 km thôi, đi từ Thới Hòa rồi đi qua bên cầu Thới An rồi qua cái gì An Điền, thì đoạn này nó chỉ có 8 km thôi. Ủa bên cái mắt lẹ đẹp lắm, chừng xong mình so sánh với lại Vin gì đại học Vin xem như thế nào. Còn bên đây là khu phố thương mại của bên Bắc Sài và đang xây đại học Vin đứng đây, thì chỗ này thì quá tuyệt vời mọi người nha. Ở đây thì giá đất hiện tại thì mình nghĩ mặt tiền được này ít nhất năm đồng
nay là ngày 9 tháng 6 năm 2020 nha mọi người. Để mai mốt mình review lại vào một cái ngày nào đó để mình xem coi ở đây tốc độ phát triển như thế nào. Để trước mặt mọi người đây là đường mình đang bố Hồ Chí Minh nha. Nói chung hơi mỏi tay tại vì cầm điện thoại á. Mỏi tay chạy 8 km mà chạy tốc độ chậm nữa. Đây. Để mình dừng lại, mình chỉnh lại một xíu thôi. Sẵn nghỉ luôn cái tay. Và để chạy lên trên trước, sẵn có ngay chỗ cái khu đô thị mới đang xây đó, khu đô thị Toshin. Thì Toshin này nó xây nhà phố thương mại, rồi khu biệt thự bên trong luôn đó, mọi người thấy không, đẹp không, xây đồng bộ thì rất là thích. Ở trên đó trên cái trục đường 8 km của mình đại bố Hồ Chí Minh á thì rất là nhiều dự án được xây dựng, rất nhiều dự án được xây dựng, nó mang lại cho một cái giá trị rất lớn cho cái đường mình đại bố. Chân mỏi tay quá cho mọi người nhìn xíu này. Trên bản đồ nó ghi vậy, tôi cũng không biết là nó là đường gì. Thì cái đường DA2 này nó sẽ chạy xuống Mỹ Phước 3 và thông lên Mỹ Phước 1. Và Mỹ Phước 1 là cái khu mà đã hình thành rất lâu, dân cư thì đông đúc rất là đông, và khu công nghiệp rất là nhiều. Xít nó đang xây khu biệt thự vừa xong đó mọi người, quay không kịp cho mọi người, nhưng mà nó chỉ mới là sang lắp mặt bằng này bên đây này, nó là khu biệt thự vừa xong của Xít. Chỗ này mua ở nữa thì quá đây là cầu thứ hai, mọi người thấy rõ để chung là được những nhà đầu tư mà họ làm tốt như vậy, cầu đây cái bát làm rất là tốt, hài lòng. Đang xuống cầu Thế An, nói chung qua cầu Thế An này thì nó hết phường Thới Hòa rồi, nó sẽ qua tới cái phường khác rồi, phường Bình Khánh, đó là phường Hàng Điền, xã Hàng Điền, phường Bình Khánh.
D78. Và nó kết nối tới đây thì nó chưa có triển khai tiếp. Tôi nghĩ là nó sẽ chờ bên Bình Dương triển khai xây dựng tiếp. Nói chung ở bên Bình Dương thì họ đã làm rồi, nhưng mà những cái quyền của mình khác này rồi. Nhưng mà mang tên là Bình Đại 4 Hồ Chí Minh mà mình chưa có làm gì cả. Thì cũng là điều lạ. Chắc là Hồ Chí Minh phải làm đầu tiên. Cái đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn Bến Cát, Bình Dương nha. Bây giờ mình sẽ quay về nhà thôi. Rồi bỏ tay quá. Xin chào mọi người nha. Hẹn gặp mọi người tới một lần view khác về con đường khác nha. Giờ quay đầu xe lại đây. Nói chung hôm nay rảnh sẵn đi ngang thì view luôn. Có gì sơ sức thì mọi người thông cảm. Đi đây, tạm biệt mọi người.